Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay đã quay lại kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một video quay lại khung cảnh tuyến phố đi bộ Hồ Gươm và đền Ngọc Sơn ở phía trước để chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem cái này nhé. Chúc ông bà cô chú anh chị và các bạn xem video trên kênh của mình thật nhiều vui vẻ, luôn luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Ông bà cô chú anh chị và các bạn xem video trên kênh của mình thì nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những thông báo khi có video sớm nhất trên kênh của mình cả nhà nhé. Và bây giờ thì mình đang di chuyển vào tuyến phố đi bộ. Mình mời cả nhà cùng dõi theo video của mình hôm nay. Phía trước của cả nhà là cái cầu Thê Húc mà bắt qua để đi đến cái đền Ngọc Sơn cái này nhé. Vào ban đêm rất là đẹp luôn cả nhà, lung linh ánh đèn Hồ Gươm ở phía trước mặt hồ rất là thơ mộng. Đoàn người thì đi đến vào phía bên trong đền rất là đông luôn cả nhà nhé. Thì mình sẽ di chuyển lên cái phía trên của cái đầu của cái tuyến phố này để mình quay lại cái khung cảnh của Hồ Gươm và cái những hoạt động vui chơi giải trí vào ban đêm ở trên cái tuyến phố đi bộ này để chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem cả nhà nhé. Mình mời cả nhà cùng dõi theo video của mình hôm nay.
Chỗ thì có rất nhiều ông bà cô chú đây thì đang nhảy đầm vào ban đêm, rất là đẹp ở trên cái chỗ này cả nhà nhé. Đó. Nhảy rất là đông luôn cả nhà.
Cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn luôn đồng hành và ủng hộ video trên kênh của mình. Cả nhà xem video trên kênh của mình, nếu thấy hay thì nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và bật vào biểu tượng của cái chuông để nhận được những thông báo khi có video sớm nhất trên kênh của mình cả nhà nhé. Các bạn nào chưa kết nối kênh thì các bạn hãy nhấn đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những thông báo khi có video sớm nhất trên kênh của mình. Và bây giờ thì mình xin phép tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong các video mới tiếp theo trên kênh của mình cả nhà nhé. Bye bye cả nhà.